Thường bọn em đi bảo dưỡng, bảo trì cho khách hàng thân mến. Đang đi giữa rừng cà phê quá. Cà phê Tây Bắc. Bác khách hàng này, bác ấy mua máy xới đất bên em được hơn 2 năm rồi. Đang làm thì tự nhiên nó tắt máy. Thì cũng chưa rõ nguyên nhân là gì, bọn em vẫn nhiệt tình đến tận nơi kiểm tra và sửa chữa cho bác ấy. Kia, máy đang phủ bạt ở trên lưng chừng đồi các bác kìa. Đây, các bác hãy cùng em lên nương để sửa cho bác khách hàng ở phường Trường Cơi, thành phố Sơn La. Đó là một cái phường giáp với, tức là ngoại thành của thành phố Sơn La. Dốc rất cao các bạn. Đấy, cũng là cái dịp để đi trải nghiệm và rèn luyện sức khỏe. Vừa làm khách hàng lại vui mà lại vừa được rèn luyện sức khỏe. Đấy, còn xe em đang phải đỗ tít dưới kia các bác kìa. Không lên được, lên được đến đây. Đấy, đang đỗ ở đường rẽ và đi bộ và đi xe máy lên đây. Lâu không được leo đồi, được cơ hội rèn. Dây cái cá này của nó chỉ có một thôi anh. cá nào cơ Cái cá để bắt mình kéo ấy này. khi anh kéo nó có hai cái cá vung ra chứ, hay nó bị rơi mất rồi? Không, từ lúc đầu tháo ra nó không không có một Đúng cá. là loại này bọn em còn chưa được tháo bao giờ ấy, vì nó chưa hỏng, không thì tí cứ kiểm tra luôn. Nó chỉ có một cá thôi, bảo quái lạ, rõ ràng nó có hai chỗ để cái cá để Đúng cắm rồi, nghe, nó nhưng có mà hai khe, nó hai hay khe. lúc mới ở nhà máy nó lắp mấy cái này, nó lắp sẵn, nó lắp ráp ở Việt Nam rồi anh. Nó không phải bị làm sao đâu, mà được em tháo ra để xem cái ấy của nó trong ấy, mà tự nhiên là có mỗi một cá đấy. Trước nó còn bị bay ra cơ. Đấy, địa hình dốc quá nên là phải làm thì là phải một người dắt đằng trước các bạn. Đây là Kama 173 đấy. Anh đừng ghim chân sau, đừng ấn càng, anh nhấc tay lên ấy. Đấy, đấy.
đang kéo pháo lên đèo các bạn. Găng ti hơi bé. Đấy, địa hình rất dốc các bạn. Hay ở đây không khác gì là kéo pháo lên đèo. Con máy tay nghề mình chẳng hiểu khổ chi ra này. Con máy rẻ hơn kia đâu là nó phòng gì. Mình hở dưới đó này. Sao ý mình vẫn hở chứ đi đâu. Ừ, anh hóa sao ý anh quấn cho anh hay phu này. Chúng tồn nó đâu để có tình trạng này. Anh lỗ thử cái gì. Để nó phải hẳn lưng nữa. Con máy thì cái khẩu chiều nó đi hử. Kia phía dãy nhà đằng phía trước kia là trung tâm thành phố Sơn La các bạn. Cái khu quảng trường có nhiều nhà cao tầng kia. Đấy thì từ trung tâm thành phố vào đây tầm cũng khoảng một cây số thôi. Cây hoặc một cây rưỡi là đến nương này. Nhưng mà đường đi thì nó hơi khó đi một chút. Đấy, còn bây giờ bên em đã xử lý xong cho bác khách hàng là cái máy. Thì máy sử dụng hơn 2 năm thì cái cắn dầu của diesel nó khá là nhiều. Nó chui vào bơm và lên kim phun, nó gây tắc kim phun các bác. Đấy thì trường hợp này chỉ thay mỗi lõi kim phun là ok. Là máy lại nổ bình thường. Có cái là tiện đến nơi thì thợ bên em kiểm tra bảo dưỡng cho bác ấy luôn. Rất dễ nổ các bác, giật có một tay là nổ. Dốc để đi bộ cũng còn hơi khó nên là máy thay được cũng khá khó khăn các bạn. Thường thường phải hai người để cho an toàn. Một người gắp như kiểu gắp trâu lần trước. Đây, các bác nhìn cái cây nó mọc thẳng đứng này. Đấy. Chứ không phải là do em quay nghiêng nhé. Đấy, cái cây đây, cây là mọc cái cây thẳng đứng này, cái cây chuối và cây cà phê bên cạnh này. Đấy, vì thế mới biết là cái độ dốc của cái nương này rất là lớn. Đấy. Các bác đang thay toàn bộ để nhằm làm tơi xốp và gieo trồng khi mưa xuống. Máy này là máy Kama 173 các bạn. Đây, nó chữ Kama nổ. Chữ đồng vô. Táo huống mà này bác của đúng không nhỉ? Bên ai phải nền tăng. Cái ăn cái răng cái đấy kìa, hô tăng insulin cái răng của nó này. Kama nổ. Ốp ông một con gió. Chữ Kama ở đây này các bác này. Kama dưới chân bơm.
ở trên nắp capo đấy, nhưng nắp capo đây có cái nắp đậy thì ấy thì thời gian đi thì lâu các bạn, nhưng mà sửa thì chỉ có 15 phút là xong. Ra bên em thì nhiều khi vẫn phải đi các tỉnh bạn để sửa máy cho khách, thì có những lúc phải đi 300 đến 400 cây số để sửa máy các bạn, vì ở địa phương của nhà khách hàng ấy thì nhiều khi không có thợ. Thế còn thực sự ra để đi bảo trì bảo hành cho các bác ở xa như thế thì thực sự là bên em là sẽ phải tốn rất nhiều chi phí. Ví dụ như là có những khách hàng ở xa cách 300-400 thậm chí 500 cây, còn em phải chấp nhận là vẫn phải lên để điều chỉnh cho các bác. Còn như bác khách hàng ở Sơn La này thì ở thành phố Sơn La này thì cách cửa hàng của em có hơn chục cây thôi, thì nó chi phí nó không đáng bao nhiêu, mất 100-200 tiền dầu. Nhưng ở 400-500 cây thì một chuyến đi như thế bọn em phải bỏ chi phí ra hàng triệu đến 2 triệu đồng, tất cả ăn uống ngủ nghỉ. Vì đi xa như thế là phải ngủ nghỉ lại, thì nó có thể lên đến 3 triệu đồng. Nhưng mà nhiều khi thì vì tinh thần phục vụ khách hàng thì bọn em vẫn đi. Và có những trường hợp là bọn em chỉ nếu trong bảo hành thì các bác không mất đồng nào hết. Những chi phí đấy bọn em sẵn sàng trích quỹ dự phòng của công ty ra để hỗ trợ khách hàng. Mặc dù trích như thế thì tính trên đầu sản phẩm là sẽ lỗ rất nhiều các bạn. Nhưng với tinh thần phục vụ cũng như là tương hỗ trợ khách hàng hết mình, bên em kể cả là lỗ bên em vẫn cứ phục vụ các bác đã gì đã hứa, thì bên em sẽ thực hiện đúng. Như bán một sản phẩm máy xới đất hay bất kể một sản phẩm máy nông nghiệp nào thì lợi nhuận giỏi lắm được vài trăm ngàn các bạn, thì chi phí vài triệu đồng để đi bảo dưỡng cho khách ấy, thì như thế là phải bán rất nhiều cái máy nữa thì mới bù lại được. Đấy, như thế này thì mang tiếng gần trung tâm thành phố nhưng mà là đang ở trong này gọi đúng là rừng trên nương các bạn ạ.